Báo Indonesia sốc khi tuyển Việt Nam không thể thắng Singapore. Báo chí xứ vạn đảo tỏ ra hết sức bất ngờ khi tuyển Việt Nam để Singapore cầm hòa ở lượt trận thứ 3 AFF Cup 2022. U được đánh giá cao hơn đối thủ khá nhiều nhưng tuyển Việt Nam đã để Singapore cầm hòa không bàn thắng ở lượt trận thứ 3 AFF Cup 2022. Qua đó bỏ lỡ cơ hội sớm giành vé vào vòng bán kết. Sốc. Tuyển Việt Nam chia điểm trên sân của Singapore, gồm phiên bản Indonesia giật tít sau khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo hòa 0-0 ở trận đấu diễn ra tối ngày 30 tháng 12. Tờ này còn nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3, tuyển Việt Nam không ghi được bàn thắng ở một trận đấu chính thức. Trong khi đó, tờ báo của Singapore, TNP bình luận, sư tử, biệt danh của đội tuyển Singapore, phóng viên, mất Y Hang nhưng vẫn giành được điểm số quý giá trước Việt Nam. TNP viết về việc cầu thủ chủ chốt của tuyển Singapore, Y Hang Fendi rời sân sau 45 phút thi đấu vì chấn thương. Sau đó, TNP ca ngợi tuyển Singapore duy trì được hàng thủ chắc chắn trước các đợt tấn công của tuyển Việt Nam. TNP cũng khuyến cáo Liên đoàn bóng đá Singapore về việc không tổ chức các trận đấu của tuyển quốc gia trên sân cỏ nhân tạo vì nguy cơ gây chấn thương cho các cầu thủ. Y Hang là cầu thủ mới nhất của tuyển Singapore dính chấn thương khi đá trên sân cỏ nhân tạo. Hãng thông tấn Betnam của Malaysia đăng tải bài viết với dòng tiêu đề Tuyển Singapore vượt qua Malaysia trên bảng xếp hạng sau trận hòa trước Việt Nam. Khoảng thời gian 3 ngày trước trận gặp đội Myanmar là cơ hội để tuyển Việt Nam tiếp tục sửa chữa những khuyết điểm đã bộc lộ ở trận hòa vừa qua. Ngày 3 tháng 1 tới, thầy trò Park Hang-seo sẽ gặp thêm một khối bê tông nữa. Đây là thử thách đòi hỏi tuyển Việt Nam phải nâng cấp khả năng tấn công để hóa giải. Ông Park tự tin khi nói không phải lo chuyện đội mất ngôi đầu bảng như AFF Cup 2020, nhưng để tiến xa hơn, còn nhiều vấn đề chờ ban huấn luyện và cầu thủ hợp lực giải quyết. Hiện tại, người hâm mộ đã có thể xác định ra những cái tên còn lại trong cuộc đua giành vé vào bán kết, đó là đội tuyển Việt Nam, 7 điểm. Singapore, 7 điểm, và Malaysia, 6 điểm. Hai đội còn lại là Myanmar và Lào, cùng có 1 điểm, đã chính thức bị loại.